Xong nhà xin chào cả nhà. Em vừa dọn xong tiếp được một cái con rửa bát Panasonic TM9 các bác nhá. Rất hiếm có con TM9 ạ. TR9 thì rất nhiều nhưng mà TM9 thì rất hiếm. Chiều cao 60 phân. Hai cánh mở rồn. Mặt con này em vẫn để nguyên các bác nhá. Mặt để nguyên không sơn cho nên là nó cũng không trắng trẻo lắm. Để nguyên si. Còn bác nào mà thích sơn thì em sơn cho trắng lên, còn không thì để nguyên. Bác nào thích nguyên để. Mã số 28 lưng tôn con này rất đẹp con này, phẳng, rất là phẳng luôn. Đấy, lưng tôn rất là phẳng các bác nhé. Tất cả con này nguyên zin hết toàn bộ luôn. Đời 2016 ạ, series là 1031, có duy nhất một con TM9, rất là hiếm TM9. Này. Rất phù hợp cho các bác mà cái mặt cái chiều cao từ mặt đá lên đáy tủ bếp cao 60. Đấy, con này là hai cánh mở rộn xuống, chiều ngang thì con nào cũng 55 rồi ạ, còn chiều cao con này là cao 60 phân. Rửa với nước nóng 80 độ C các bác nhé, nóng bỏng luôn. TM9. Giá em bán con này là 3,8 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Ship hàng toàn quốc, không bao ship, phí ship đi toàn quốc là 150.000 ạ. Biến áp là 500.000. Hình thức mua bán đặt cọc trước 500 thôi nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt. Chào các bác.